Đi đâu đó? Mình nghe nói ngoài chợ đang bán nón sổ vừa rẻ mà vừa đẹp nữa, nên mình chạy ra đó mua nè. Hả? Mình thấy bạn nên mua vài chục cái đội là vừa. Mua chi dữ vậy? Chứ bạn xem, đầu bạn tua tủa, còn gai góc nữa. Nhìn, y ẹ quá chừng. Bạn, bạn đúng là tóc rễ che, chải lượt bồ cào. Liêu 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 liêu. Được rồi, mình sẽ cho bạn đội nón suốt đời luôn. Ôi, sao tóc mình lại đen thùi vậy nè? Chết rồi. Khỏe ơi, cứu người đi, có biến rồi. Chuyện gì mà réo ta ỉnh ổi nữa rồi. Ủa trời, dân trang có đâu cái giống cải mới vậy? Lạ nghen, lá màu đen, đẹp tặng ta phải không nào? Đất tôi khỏe, không biết bạn nào chơi xấu, mà cải xanh ngủ sau một đêm thức dậy, thì lá cải lại đen hết tù lùi như thế này nè. Ủa? Hay là đất tôi khỏe tưới nhớt cho rau hả? Bậy bạ không à? Sao ta lại làm vậy chứ? Con không biết đâu. Đất tôi khỏe giúp con đi. Còn giờ con phải đi mua nón đội đây. Nếu không con sẽ bị tụi bạn cười chê chết luôn. Nhanh dễ sợ chứ kìa. Ý, hình như có tiếng ngái. Đúng không đất tôi khỏe? Ôi, Bồ kết, dậy đi. Đi cho tôi ngủ coi. Trời ơi, là đất tôi khỏe kêu em đó. Vậy mà em còn kêu là để yên em ngủ hả? Bồ kết điếc tai, hết cả hồn luôn nè. Nè, tối hôm qua thức khuya chơi game hay sao mà giờ còn ở đây? Bạn cải xanh đáng ghét, chơi bạn nha đam. Nên tối qua con canh nãy ngủ, con nhuộm lá bạn đen thui cho bỏ ghét. Nên giờ con buồn ngủ quá. Bồ kết ơi là bồ kết, sao cả đống chuyện tốt em lại không làm, lại chọn chuyện xấu mà làm vậy hả? Thì ngoài nhuộm tóc đen, em còn biết làm cái gì đâu. Sai lầm nha bồ kết, con có rất nhiều giá trị, tại con lười không chịu giúp đỡ mọi người thôi. Đất tôi khỏe nói đi, con làm được gì? Con sẽ giúp đỡ mọi người hết mình luôn. Bồ kết con có rất nhiều công dụng khác à nha. Ví dụ như là trị trẻ nhỏ chóc đầu nè, lỡ ngứa do nấm nè. Khi đó chỉ cần ngâm bồ kết vào nước nóng, rửa sạch chỗ tổn thương, sau đó lấy bột bồ kết đã đốt, tán bột, rắc vào sẽ mau chóng khỏi thôi. Đúng rồi đó. Vân Trang nghe các thầy thuốc đông y nói là nếu mà chúng ta bị đau răng, chúng ta có thể tán nhuyễn bồ kết xong rồi đắp vào chân răng, hoặc là đốt tồn tính bồ kết lên rồi tán thành bột và nhét vào chân răng, như vậy sẽ cải thiện tình trạng đau răng rất là tốt luôn. Đúng rồi đó. Nhưng lưu ý là nhét bồ kết vào chân răng á, thì khi đó phải nhổ bỏ nước bọt đi, không được nuốt à nha. Con có thắc mắc là đốt tồn tính là gì đó tôi khỏe ơi? Có nghĩa là đốt cho cháy lớp vỏ bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn chất thuốc, chứ không phải là cháy thành tro hết. Con hiểu rồi. Hiểu rồi đúng không? Vậy thì còn cái chuyện phá phách làm cho bạn cải xanh trở nên đen thui tùi lùi đó, thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta nên đốt tồn tính hay là đốt thành tro bồ kết đây? Em nó đen rồi, không cần đốt đâu. Em sẽ đi giúp đỡ mọi người để chuộc lỗi đây. Em đi đây. Con chạy đó tôi khỏe con đi nha. Bọn nhóc nhà này được cái là nhanh chân. Thôi bây giờ Vân Trang cũng tạm biệt đất tôi khỏe, tạm biệt tất cả mọi người, để về nấu một kết dưỡng tóc đen đây. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.